Salam, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn lại quay lại với kênh của mình, kênh chuyên bàn về văn hóa lịch sử của người Champa Islam. Các bạn có thể thấy hôm nay mình đang mặc một chiếc áo dài, nhưng mà không phải là áo dài cách tân nha các bạn. Đây chính là áo dài ngũ thân. Tại sao hôm nay mình lại mặc áo dài? Tại vì chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là chủ đề nói về phục trang của Việt Nam, mà cụ thể là phục trang của thời Chúa Nguyễn và thời nhà Nguyễn sau này. Thì phục trang này nó có liên hệ với cái phục trang truyền thống của người Chăm, cho nên mình muốn chia sẻ ngày hôm nay thì nó liên quan như thế nào. Mình mời các bạn đi vào chủ đề luôn nhé. Đa phần mọi người đều đồng ý rằng áo dài Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng những nhà chuyên môn lại khẳng định rằng đến năm 1744 thì áo dài mới bắt đầu đặt dấu ấn của mình lên xã hội Việt Nam. Vào thời gian này, vua Nguyễn Phúc Khoát đã lên ngôi và cai trị vùng đất phía Nam, tức Đàng Trong. Miền Bắc được cai trị bởi chúa Trịnh ở Hà Nội. Người dân ở đây mặc áo giao lĩnh, trang phục mang nét tương đồng với người Hán. Nhằm phân biệt giữa Nam và Bắc, vua Nguyễn Phúc Khoát đã yêu cầu tất cả phụ tá của mình vận quần dài bên trong một chiếc áo lụa. Bộ váy này kết hợp giữa trang phục của người Hán và người Champa. Có thể nói đây là hình ảnh đầu tiên của bộ áo dài. Trên đầu người Đàng Trong thường cột khăn, theo tác giả ngàn năm áo mũ Trần Quang Đức. Từ thời Lê Trung Hưng ngược về Thái Cổ, đôi lúc người An Nam vẫn quen dùng khăn bọc tóc theo tập quán Trung Châu. Nhưng sang đến những năm hòa hoãn sau cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh, thì cư dân Quảng Nam, vùng đất Amaravati của Champa xưa mới bắt đầu phỏng theo nhiều tục của người Champa, trong đấy có lối vấn khăn. Việc quấn khăn trên đầu trước tiên là để tránh cái nóng gay gắt của khí hậu Nam Trung Bộ, nhưng sau là để làm dáng. Vào những năm võ vương Nguyễn Phúc Khoát ban lệnh toàn cõi Quảng Nam phải ăn mặc theo lối mới, là lối ăn mặc theo phục trang Champa hòa với phục trang của người Hán, để tỏ ra khác biệt với người ở phía bắc sông Danh, tức Đàng Ngoài. Do vậy, tục vấn khăn của người Champa đã trở thành phong tục đặc trưng của người miền này, xứ Đàng Trong. Nhưng phải đến các đạo luật ngặt nghèo của vua Nguyễn Thánh Tổ năm 1830 thì tục này mới thành tục phổ dụng trên khắp đất nước. Vì sao? Khi di dân xuống phương Nam, người Nam Kỳ thường đóng luôn thành như mũ để đội lên đầu, cho nên từ tên gọi khăn vấn đã chuyển thành khăn đóng. Sự di cư của người Việt từ miền Bắc vào phương Nam vào năm 1471, khi thành Đồ Bàn hay Vi Chà Gia của Champa bị san bằng, cho đến thời của chúa Nguyễn Phúc Khoát, đã tạo nên một nhóm tộc người Lai giữa người Chăm và người Việt mà sử liệu hay gọi là người Kinh Cựu. Vì lẽ dĩ nhiên, ở lớp người này tồn tại sự dung hòa giữa hai nguồn văn hóa Chăm và Việt. Sự thành lập một vùng đất riêng mà cụ thể là Đàng Trong, sự chia cắt địa lý, lãnh thổ, cộng với chính sách tạo nên bản sắc văn hóa riêng, mà cụ thể là những chính sách về lối ăn mặc của dân Đàng Trong được ban bởi chúa Nguyễn Phúc Khoát đã tạo nên cơ hội cho bản sắc người Kinh Cựu ở xứ Đàng Trong được hình thành. Và sau khi vua Gia Long thống nhất giữa hai miền Đàng Trong và Đàng Ngoài năm 1802, thì vô hình chung bản sắc này đã trở thành bản sắc chung của dân tộc Việt Nam. Thế kỷ 19 là sự phát triển vượt bậc của bộ áo vái này, bây giờ được gọi là áo ngũ thân, nhưng nó khác gì so với áo dài ngày nay. Quần áo chủ yếu mặc vào những năm 1800 có 5 tà. Thiết kế này bao gồm 2 tà ở sau, 2 tà ở trước và 1 tà vái ẩn dưới tà áo trước. Đây cũng là bộ vái đầu tiên có xẻ tà eo, một trong những điểm đặc biệt trong áo dài hiện đại. Không giống như những thiết kế sau này, áo ngũ thân ít ôm hơn và cũng ngắn hơn áo dài bây giờ. Với tham vọng lập quốc một cõi, võ quân Nguyễn Phúc Khoát ban hành sắc dụ về ăn mặc cho toàn thể dân xứ Đàng Trong phải theo đó thi hành để phân biệt với xứ Đàng Ngoài. Trong sắc dụ đó, người ta thấy lần đầu tiên sự định hình cơ bản về chiếc áo ngũ thân ở Việt Nam. Sắc dụ đó như sau: thường phục thì đàn ông, đàn bà dùng áo lập lĩnh ngắn tay, cửa ống tay rộng hoặc hẹp tùy tiện, áo thì hai bên nách trở xuống phải khâu kín liền, không được xẻ mở. Duy đàn ông không muốn mặc áo cổ tròn, ống tay hẹp cho tiện, khi làm việc thì được phép. Theo sách Đại Nam Thục Lục, từ đó bèn thay đổi y phục, đổi phong tục,
cùng dân đổi mới, bắt đầu hạ lệnh cho nam nữ sĩ thứ trong nước đều mặc áo nhu bào, mặc quần vấn khăn. Cho đến thế kỷ thứ 17, truyền thống mặc váy vẫn tồn tại ở Việt Nam, như đã ghi trong sách Lê Triều Thiêu Chính thời vua Lê Huyền Tông tháng 3 năm 1665 với sắc lệnh nhắc nhở: áo đàn bà con gái không có thắt lưng, quần không có hai ống, từ xưa đến nay vốn đã có cổ tục như thế. Năm Minh Mạng thứ 9, tức năm 1828, triều đình Huế ra chỉ cấm đàn bà mặc váy và bắt phải mặc quần hai ống, nên hồi ấy mới xuất hiện câu ca dao thăng vãn: tháng 8 có chiếu vua ra, cấm quần không đái người ta hải hùng. Từ sau khi thời Minh Mạng á, là đổi mới rất là nhiều và hán hóa rất là nhiều. Cụ thể như mình chia sẻ hồi nãy là cấm phụ nữ mặc váy, mà váy là một cái nét đặc trưng của người An Nam nói chung và người Chăm nói riêng. Thì từ việc mà cấm phụ nữ mặc váy á, nó đã vô hình chung nó đã tạo nên rất là nhiều sự khác biệt giữa cái phục trang của người Kinh cũ và người Đàn ngoài, hoặc là phục trang của người Chăm Pa ở phần phía Nam, và nó định hình nên phục trang của người Việt ngày nay. Khi xuôi về phương Nam thì nó lại có một loại áo nó rất là phổ biến đối với người Việt Nam, nhất là người ở vùng Nam Bộ và người ở vùng miền Tây á. Thì loại áo này nó có xuất xứ nguồn gốc từ người Chăm, và cụ thể nó như thế nào thì chúng ta hãy cùng vào tìm hiểu. Có một kiểu áo nữa rất phổ biến đối với người Việt Nam, nhất là người Việt Nam ở vùng Nam Bộ, đó là áo bà ba. Theo Trương Vĩnh Ký thì áo bà ba đã xuất hiện ở nửa đầu thế kỷ thứ 19 và là một loại áo cách tân từ loại áo của người Peranakan, hoặc là người Lai, giữa người Mã Lai với người Hoa ở vùng Penang, Malaysia ngày nay. Áo bà ba được du nhập vào khoảng thế kỷ thứ 19. Bà ba là người Hoa Lai, người Mã Lai ở Mã Lai hoặc Singapore. Vải đen được nhập cảng khá tốt. Người Nam Bộ thích mặc kiểu áo vải đen của người bà ba nên gọi là áo bà ba. Ngày nay, áo bà ba vẫn có thể gợi sự nghiêm túc nếu đừng lòe loẹt, cần nhất là thái độ của người mặc. Tuy nhiên, ở Mã Lai và Singapore thì người ngoại quốc lấy sắc dân Nam đảo mà không cải đạo sang Hồi giáo Islam thì đều được gọi là người Peranakan. Có nhiều tộc người Peranakan như người tộc Hoa Peranakan ở Mã Lai, Singapore, tộc Ứng Peranakan ở Mã Lai, hoặc tộc Thái Peranakan ở Phuket, vân vân. Tất cả các tộc này đều vẫn Baju Panjang, tức áo dài, hoặc áo Kebaya, tức áo bà ba mà Trương Vĩnh Ký nhắc tới. Đây là loại phục trang truyền thống của người Nam đảo mà người Nam đảo cũng mặc, chứ không phải phục trang riêng của tộc Peranakan, hay cụ thể là tộc Peranakan Hoa như tác giả Trương Vĩnh Ký nhìn nhận. Theo một số tư liệu thì áo bà ba xuất hiện đầu tiên ở Nam Bộ vào thời nhà Hậu Lê, ảnh hưởng từ trang phục của người Chăm. Sự tiếp xúc qua lại giữa người Việt và người Chăm vốn chỉ cách nhau bởi bờ dậu mồng tơi đã sản sinh ra chiếc áo bà ba ngày nay, chứ không phải người Việt ảnh hưởng bởi người Hoa Peranakan ở tận Mã Lai xa xôi. Áo Kebaya, đây là một trong những kiểu áo truyền thống của người Chăm theo đạo Hồi Islam. Kebaya có nguồn gốc từ kiểu áo Abaya của người Ả Rập, được phổ biến trong cộng đồng Melayu nói chung và cộng đồng người Chăm nói riêng vào khoảng thế kỷ thứ 16. Có hai dạng Kebaya, đó là loại ngắn và loại dài. Loại dài thường được mặc vào dịp hội hè, tiệc đám. Loại ngắn được mặc thường ngày và trong lao động. Áo Kebaya hay Baju Kebaya, phiên âm theo tiếng Việt là áo cơ ba da, là loại áo có tay dài hoặc lỡ, không cổ. Cổ áo luôn được may dạng hình đuôi chiếc lá. Với những chiếc áo để đi dự hội hoặc lễ lạc thì người Chăm thường thiêu hoa văn cầu kỳ, viền theo hai hàng nút ở phía trước ngực. Và với người già thì áo thường may thêm túi hai bên để đựng đồ, tiền bạc hoặc trái chầu, miếng vôi, vì họ có tính hay quên. Áo người già cũng được người Chăm gọi là áo lọt. Áo Kebaya của người Chăm đã ảnh hưởng đến cộng đồng người Kinh khi họ di cư vào Nam Bộ và hình thành nên chiếc áo bà ba Nam Bộ ngày nay. Từ bà ba là đọc trại từ chữ Kebaya, do khi nói nhanh người Chăm thường nuốt luôn âm cơ, chỉ phát ra hai âm bà ya, nên người Việt đọc thành bà ba. Để vấn đề về chiếc áo dài thì
mình không nói là áo dài của người Việt là hoàn toàn có nguồn gốc từ cái áo dài của người Chăm, tại vì khi mà di cư vào Đàng Trong á, khi mà di cư vào phương Nam năm 1471 á, và sau khi thành lập Đàng Trong rồi thành lập nên Đại Nam á, thì người Việt có như là tham khảo cái form dáng của áo dài người Chăm, và sau đó kết hợp với những cái trang phục mà trước đó người Việt đã bị ảnh hưởng của người Hán để tạo ra chiếc áo dài ngũ thân. Đó là những cái mà mình muốn chia sẻ, và quay lại thì mình muốn các bạn tìm hiểu một tí về áo dài của người Chăm, nguồn gốc của nó như thế nào, và nó có cái form dáng và cái kiểu cách may của nó như thế nào. Và song hành đó, mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một tí về loại trang phục của người Chăm mặc ở thời tiền Islam, hoặc là thời Islam sơ khai, hoặc là cái thời mà Islam đã ăn sâu vào cộng đồng Chăm, nhưng mà người Chăm vẫn duy trì cái phong tục, duy trì cái phục trang của thời Bà La Môn giáo trước đó. Áo dài Chăm hay còn được người Chăm Ninh Thuận Bình Thuận gọi là áo cơm may, có nghĩa là áo phụ nữ, để phân biệt với áo lật cây, tức áo của người nam để dành cho nam giới mặc. Người Chăm Nam Bộ và người Chăm Campuchia thì gọi là áo ata, nghĩa là áo dài, hoặc áo kurung, nghĩa là loại áo bao bọc lấy toàn bộ thân thể. Áo dài trong cộng đồng Chăm không xác định rõ được là nó xuất hiện từ khi nào, cũng như nguồn gốc chính xác của loại áo này, chỉ biết là trong các tượng điêu khắc hay tượng thờ của người Chăm Pa, không có bức tượng nào điêu khắc người phụ nữ Chăm vận áo dài, chỉ trừ những pho tượng được khắc xi măng ở vài chục năm gần đây. Áo dài Chăm không chỉ được mặc bởi người Chăm mà còn được mặc bởi nhiều sắc dân Melayu Polynesian hay người Nam đảo khác như người Mã Lai, Minang, Aceh, Bugis, Betawi, v.v. khắp các vùng đất Nam đảo ở Đông Nam Á. Do chiến tranh loạn lạc cộng với chính sách hán hóa của Minh Mạng đối với người Chăm, song hành đó, người Chăm còn di cư tứ tán, nên các sử liệu về phục trang truyền thống nói riêng cũng như sử liệu Chăm Pa nói chung rất tản mát và loang lổ. Do sự gắn kết các yếu tố lịch sử và kiểu dáng trang phục này của người Chăm giống với kiểu áo dài của các dân tộc Nam đảo khác, nên ta có thể tham khảo nguồn gốc của chiếc áo dài của các dân tộc Nam đảo khác ở Đông Nam Á. Nhưng trước khi vào nội dung này, ta hãy tìm hiểu một chút về phục trang phụ nữ Chăm Pa vào thời tiền Islam cũng như thời kỳ Islam sơ khai ở Chăm Pa. Theo những bức tượng Chăm Pa thời xưa, ta thấy phục trang của phụ nữ Chăm Pa không khác mấy so với phục trang của nữ giới ở nhiều sắc tộc chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ khác ở Đông Nam Á, như người Thái, người Khmer, Mến Điện, hay các sắc dân Nam đảo như người Mã Lai, người Indonesia, v.v. Đó là phụ nữ thường quấn váy dài ở phía dưới, đôi khi váy cũng được kéo về sau để tạo thành hình dáng của chiếc quần mà ta hay gọi là sampot. Phía trên, người nữ thường hay dùng một tấm vải để quấn ngang ngực, có nhiều sắc dân còn để ngực trần, tóc trên đầu thì được búi gọn gàng. Khi theo Islam Hồi giáo, phụ nữ Chăm Pa vẫn giữ lối ăn mặc của thời Bà La Môn giáo xưa, nhưng họ còn phủ thêm một lớp khăn trên vai mỗi khi ở nhà, và khi ra đường thì họ dùng khăn này phủ lên đầu và kéo lại che kín phần thân. Với loại trang phục này thì người Chăm Islam Hồi giáo ở Châu Đốc và Campuchia vẫn sử dụng song hành với nhiều loại áo truyền thống cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Ở vùng Pattani và Kelantan thì phục trang này rất phổ biến, họ còn mặc cho đến tận những năm đầu của thế kỷ 20. Song hành cùng loại phục trang này thì người Chăm cũng mặc áo dài song song. Nhiều sử liệu đã ghi nhận chiếc áo đã có mặt cùng người Chăm Pa khi họ di cư vào Campuchia vào những thế kỷ thứ 16-17. Chiếc áo dài Chăm đã ảnh hưởng đến cách ăn vận của người Khmer. Đã từng có một thời, chiếc áo dài Chăm rất phổ biến trong cộng đồng người Khmer ở Campuchia cũng như ở vùng Nam Bộ Việt Nam ngày nay. Họ gọi đó là áo tầm vong, có lẽ là cách phiên âm từ chữ tabon khi chỉ về áo dài Chăm, vì người Chăm cũng gọi áo này là áo lau tabon, mang hàm nghĩa là áo tam thân, vì áo được may từ ba mảnh vải.
Ngày nay, tuy chiếc áo dài chăm không còn phổ biến trong đời sống sinh hoạt của người Khmer nữa, nhưng nó đã trở thành di sản và một phần ký ức của họ. Chiếc áo dài chăm luôn được người Khmer trân trọng và giới thiệu ở những lễ hội văn hóa của họ. Dựa theo lịch sử và nguồn gốc của chiếc áo dài của các tộc người Nam đảo ở Đông Nam Á, ta có những thông tin như sau. Chiếc áo dài với thân áo không xẻ tà, hai bên nẹp sườn được chấp thêm mỗi bên hai miếng vải, một tấm từ dưới lên đến gần nách áo, một tấm kết từ nách áo đến tay áo. Phía dưới áo là chiếc vái xếp. Loại áo này bắt nguồn từ áo Jalabiya của người Ả Rập ở vùng Ai Cập. Ở Indonesia, nhà nghiên cứu Archadi Judi vào năm 1986 có viết: chiếc áo dài có kiểu dáng nói trên được mang tới bởi các thương nhân người Ả Rập và Ấn Độ theo Hồi giáo Islam. Nó được mặc đầu tiên bởi người Indonesia bản địa mà đã cải giáo sang Hồi giáo Islam. Ở Mã Lai thì chiếc áo dài này đã xuất hiện dưới triều đại của Hồi Vương Malacca, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 15-16, sau này được Tun Hasan Temurkun cách tân thành ra kiểu dáng như ngày nay. Theo Kettinger thì chiếc áo này được mặc bởi các cung nữ và vũ nữ trong hoàng cung Palembang ở đảo Sumatra, Indonesia, và nó được phổ biến ở thế giới Mã Lai vào đầu thế kỷ 20. Và đó là một ít thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn, thông tin về sự liên hệ giữa phục trang truyền thống của người Champa và phục trang định hình nên phục trang truyền thống của người Đàm Trong. Video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi từ đầu tới cuối. Rất mong các bạn like, share và subscribe kênh của mình để mình có động lực làm những cái video mới nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều.